Chào mừng anh em đến với showviet.vn, bản nick được mobile Spotify uy tín giá rẻ nhất Việt Nam. Sự kiện tháng 8 vô cùng hấp dẫn phục vụ nhu cầu mua nick chơi game dịp hè của anh em. Đặc biệt với chỉ hơn 200k là các bạn có thể sở hữu những chiếc gác hơn 40 tướng, trang phục cũng rất là nhiều, rank thì cũng không quá cao, ngọc, ổn định. Trang phục vừa đủ để các bạn chơi game có cả thẻ đổi tên. 220k là các bạn có thể săn được chứng ác Fortify, ngoại hình xe, ngoại hình dù, rồi súng, nhân vật cũng rất là nhiều. Nếu mà anh em có nhu cầu mua nick chơi game liên quân Fortify thì shop mua Việt ủng hộ mình nha. Điện máy xanh hua hua hua. Và xin chào anh em, ngày hôm nay mô Việt có lẽ là video clip cuối cùng chơi trang phục điện máy xanh cùng ngoại hình cũ này nha. Tôi sắp tới là ngoại hình hoàn toàn mới toanh cùng với bộ kỹ năng cũng mới toanh cực kỳ của Omega. Omega tuy là một cái tên nhưng khác hẳn về ngoại hình, kỹ năng dường như là chúng ta chơi bị thứ mới rồi. Có lẽ trong một ngày được giữ nguyên, nhưng thà chơi ngoại hình mới còn sướng hơn nha anh em ơi. Ở phía bên đồng thì 8 đứa đánh nhau đổ đầu, còn 2 đứa bên dưới không biết nó chơi cái gì, chơi cái trò gì anh em ơi. Từ hơi đau ném, chướng hông nè. Đây bẫy nha, bẫy. Cái này là bẫy cực kỳ anh em ơi. Không có được đâu. Cái này nè, không có được đâu. Cafe đi là 4 dấu hỏa liền. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Rên nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, nhỏ nhỏ thôi bạn ơi. Đừng để cả team hai bên phát hiện ra như vậy. Không hiểu. Cứ cười là méo hiểu tại sao ở dưới là các bạn đấy lại sung như vậy anh em ơi. Rồi, chuẩn ngay, quay tay. Có mạng. Rồi, đã được cái đồ phụ trợ rồi anh em ơi. Nhưng mà có lẽ là mình không nên cái đồ phụ trợ này làm chi, bởi vì team bạn có khả năng khống chế tốt nên cái giải giới nha. Nhẹ hôi, da dầu. Như vậy mình hiểu rồi, hiểu. Còn nó chơi nhau anh em ơi. Mà hình như là khỉ cũng không có vấn đề gì. Chơi từ cái phút thứ hơn 1 1 phút 50 mấy giây đến phút thứ 3 chưa được 2 phút à. Hey, nào gái nha, nhắn tin mấy nha. Thì ra bạn Ena là gái. Bạn cũng nhắn tin bậy mà. Hay bảo phối hợp với anh khỉ làm gì. Đủ câu nhiều sinh lý, đúng chuẩn. Cái này thì chuẩn anh em ơi. Đây cũng gái. Nghĩa hiểu sao. Thôi, thực sự là không hiểu rồi anh em ơi. Chắc là một cái màn chôn nhau giữa gái khỉ và gái Ena. Và có cả gái Kafri nữa. Nói chung là ông mê gái trận đấu này là toán gặp gái thôi. Tất nhiên mà gặp nhiều cái này là một quẩy cực kỳ sung nha anh em ơi. Với Omega điện máy xanh. Thực ra thì tướng này là khỏe, nhưng mà nó khó chơi một chút xíu về cái việc anh em có thể khống chế liên hoàn tướng địch với chiêu 1, chiêu 2. Để khống chế liên hoàn thì các bạn phải kích hoạt chiêu 1 này, rồi chiêu 2 này, chiêu 1 đánh thường này, chiêu 2 chiêu cuối này. Đấy, quay đẹp, có mạng. Đấy, nó hơi khó một chút xíu đấy anh em, mà chiêu 2 hụt thì chúng ta không thể choáng bằng đánh thường của chiêu 1 và không thể quay tay hiệu quả được. Chính vì vậy thay đổi sức mạnh cho Omega thì mình cũng đã trình bày anh em rồi. Đầu tiên nha, là mỗi 6 giây Omega sẽ tụ năng lượng vào trường thương, nó cái thương mới cho Omega hiệu ứng là đột kích và kích hoạt thánh nôi. Cái thánh nôi này khiến mục tiêu trong phạm vi chịu sát thương bằng phần trăm máu tối đa của Omega thành sát thương vật lý và gây thêm sát thương lên lính này, cộng với việc là làm choáng trụ trong vòng 2 giây của cả đội ta. Choáng trụ 2 giây thì cũng hơi lâu anh em ơi. Choáng trụ của Omega trong phiên bản mới chỉ có cái nội tại thánh thôi nha.
Rồi, còn cái chiêu 1 thì nó tăng cường khả năng tăng tốc chạy cho Omega. Khi kích hoạt thì chiêu 1 giúp Omega tăng rất nhiều tốc chạy ở thời điểm 1 giây đầu tiên. Rồi nó còn có nói chung là từ từ để mình xem lại anh em ơi, tự nhiên lại quên mất tiêu. Chiêu 1 cũng khống chế rất là nhiều. Còn cái chiêu 2 ấy, nó tạo ra 5 cái khiên năng lượng xoay tròn xung quanh Omega. Nếu mà 3 khiên đều đánh trúng một tướng địch sẽ bị tướng địch sẽ bị làm chậm. 5 khiên trúng một tướng địch thì tướng địch sẽ bị choáng nha. Còn chiêu cuối thì nó cũng giống giống như chiêu cuối bây giờ của Omega thôi. Nó bật những cái lá chắn năng lượng tạo thành kết giới. Tướng địch xung quanh sẽ bị chịu sát thương vật lý, đồng thời bị đẩy ra. Đặc biệt hơn là tất cả đòn đánh thường lên Omega trong thời gian bật chiêu cuối sẽ bị Omega đỡ được bởi những cái khiên năng lượng nha. Nghĩa là các bạn sẽ không bị đòn đánh thường gây sát thương ở cái thời điểm các bạn bật chiêu cuối. Nói chung Omega sẽ mạnh hơn rất là nhiều và có lẽ với các phiên bản mới thì ngoại hình mới Omega sẽ là vị tướng hot pick anh em chơi nhiều hơn, cùng với những con tướng như Omega này, Mina và Tara đều rất là khỏe, chất tướng đối đòn mới anh em ơi. À không, đối đòn cũ mà khỏe. Ok, và trở lại trận đấu này, chúng tôi khi là mình tiếp tục làm video clip tặng fan. Fan của mình ngày hôm nay là bạn theo dõi mình từ mùa năm và cái tên Minh Hiếu trong game là Bully. Bây giờ anh em có thể choáng trụ với chiêu 1, chiêu 2. Có thể cầm cấm trụ với Omega thì có thể nói là các bạn sẽ băng trụ ầm ầm. Còn trận đấu này mình không cầm cấm trụ nha. Cầm tốc hành. Tốc hành hay anh em ơi. Tốc hành thì mình quẩy sướng hơn, rất là khó bị bắt. Ám sát mục tiêu dễ, có thể choáng dễ anh em ơi. Và phù hiệu ngày hôm nay mình sử dụng cái du hiệp nha. Dữ liệu có gì hay, sau khi anh em dùng kỹ năng các bạn đánh thường, kích hoạt chiêu 1 đánh thường ý, thì tướng địch sẽ bị làm chậm bởi cái du hiệp, rồi có thêm sát thương nha, sát thương phép và 10% máu ra của tướng địch đấy anh em ơi. Cái mạng đầu tiên mà mình ăn bằng cái du hiệp đấy. Rồi, trận đấu này là thế trận một chiều, team bạn không có tướng cover, thành ra là không thể nào chơi được, không có trợ thủ cover để đánh khó như vậy đấy anh em ơi. Wow, hình như là lỡ tay hơi nhiều rồi, cứ xiên có mạng luôn. Cẩn thận pin vô này, choáng này. Đang cover của Omega rất là tốt nha. Rồi, chạy bạn ơi, chạy đi. Wow. Bạn đấy chuyển sang loan đao cũng rất là nhiều sát thương này. Thôi về. Hết máu, hết mana rồi bạn ơi. Mình đánh giá rất là cao sức mạnh của Tara và Mina trong phiên bản tiếp theo. Tara thì chiêu 2 đã được sửa là vừa gây sát thương chuẩn cộng với gây cả sát thương vật lý. Như vậy anh em tấn công nhưng đến vị tướng đối đòn thì rất là đau. Còn những vị tướng máu mỏng thì cũng đau không hề kém đâu. Hôm trước là nói là đánh máu mỏng thì như miếu đốt inox thì nay thì có thể nói là cũng rất là đau anh em ơi. Cộng với việc là con Mina nữa, một cái nội tại mới rất là khỏe. Phá trụ đi các bạn ơi, choáng trụ này. Wow, quyền vương đánh hơn một mắt này, quyền vương này. Ok, có mạng thứ 7 rồi. Thường mình làm video clip được khi đối mặt với quyền vương là rất nhiều anh em chơi quyền vương là hơi mù mắt, không hiểu tại sao anh em ơi.
vị tướng là có lẽ anh em rất là thích chơi với khả năng đấm đá như phim trưởng cộng với là combo đẹp mắt, sát thương siêu to khổng lồ. Nhưng đó là vị tướng khó chơi nha. Khó chơi phải dễ chơi. Wow, cái này choáng rất là nhiều này. Quay thì phá luôn cả nhà. Ok, và có lẽ thì video clip cũng dừng lại đây rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ủng hộ mô Việt nha. Hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Bạn cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo moviet.com nha anh em ơi. Với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo liên quân, áo 45, one buy, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.